người chủ động chia tay, chưa chắc họ đã hết yêu, vì họ muốn đối phương tìm người tốt hơn họ. Tình yêu cũng sai, sai ở chỗ là có nhau rồi mà không biết. Tại sao ở trên đời có cái loại người độc ác mà lại cứ giả bộ ngây thơ nhỉ? Đúng là cuộc đời hài vãi. Cái người á mà dễ khóc nhất thì cũng sẽ là người dễ cười. Người dễ cười cũng chính là người dễ khóc. Nhưng mà tự nhiên nếu một ngày họ im lặng, họ không cười, cũng không khóc. Tớ mệt rồi, tùy cậu đấy, tớ không chờ cậu nữa đâu. Would you die for me? Would you live for me? Yes. And to know you're saying to go, you don't know. Gotta put the woman in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'ma fly about it. Catch you at the club, your lips have got me feeling. Body talking through to me, but I think I ran to meet it. Now if you gonna roll with me, then here's your chance for the lady on the clap, 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 clap your hand. Get funky with it. Clap, 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 clap your hand. Let's go to work.
I don't understand.